trở về với má ở Sài Gòn và đi học lại. Trước tình hình đó, bà nói bà phải dắt tôi về Sài Gòn hay một nơi nào đó có an ninh để tôi tiếp tục đi học. Thế là một đêm khuya, bà nói tôi xếp đồ đạc bỏ vào cái cặp bằng lát và xuống ghe để đi ra thành. Ra tới chợ Bến Tre xong lại lấy xe đi về Sài Gòn. Sài Gòn phố chợ tấp nập, không có vẻ gì là chiến tranh. Bà dẫn tôi trở lại nhà má tôi. Tôi rất mừng vì được an toàn, không còn sợ bom đạn nữa. Nhưng nỗi ám ảnh bị má đánh đập vẫn còn làm tôi khiếp sợ. Ba từ giã ra đi và nói sẽ trở lại thăm tôi. Tôi lặng thinh và nhớ rất rõ ngày đó là ngày 15 ghi trên tấm lịch. Và tôi cứ nghĩ mỗi lần đến ngày 15 là ba sẽ đến thăm và mua bánh kẹo cho tôi như mọi lần. Ngày nào cũng trông cho ngày 15 đến trên tấm lịch, nhưng cứ trông ngóng mãi, bao nhiêu ngày 15 trôi qua vẫn không thấy hình bóng ba đâu. Tôi buồn lắm và có nhiều lần tôi đứng khóc một mình vì nhớ ba. Nhưng hình bóng người cha thân yêu vẫn biền biệt xa. Ở Sài Gòn tôi được đi học trở lại bình thường. Hình ảnh má tôi thức dậy thật sớm vào lúc 4 giờ sáng làm việc trong lúc mọi người ngủ yên làm tôi thương má vô cùng. Tôi được cắp sách đi học lại một thời gian. Gặp lại những bạn bè cũ cùng trường, tôi vui mừng và hạnh phúc lắm. Nhưng thời gian hạnh phúc vui mừng này trở lại với tôi không lâu, vì tôi bị má đánh dữ dội hơn trước nhiều. Một màng đen dày đặc lại bao phủ đời tôi. Ở dưới quê thì ngày đêm bom đạn, mạng sống bị đe dọa. Nay về với má tránh được bom đạn thì bị đánh đập. Trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ mình phải ra đi, ra đi, đi để tránh những trận đòn đau đớn. Tôi có đem ý bỏ nhà ra đi nói với bà chị thứ hai của tôi. Chị tôi tán thành rồi hỏi tôi đi đâu, và chị khóc làm tôi khóc theo. Tôi nói em cứ đi khỏi nhà để khỏi bị má đánh, mà em cũng không biết phải đi đâu. Có lúc vì bị đánh quá đau, tôi có ý định tự tử để được thoát cảnh bị hành hạ. Ý định tôi đã có ít nhất trong đầu khoảng 4 lần, nhưng rồi lại bỏ đi. Vì nghe nói nếu người trong nhà tự tử chết thì má tôi sẽ bị bắt hành hạ, như thế tôi sẽ mang tội dưới âm phủ. Ý nghĩ bỏ nhà ra đi đến với tôi khá nhiều tháng, nhưng tôi chưa biết sẽ đi về đâu, cư trú nơi nào, cơm đâu mà ăn. Và nếu bị người khác đánh đập thì sự khổ lại hoàn như cũ. Thà cam chịu ở lại nhà, có bị má đánh đập đau đớn nhưng vẫn còn có cơm ăn, có chỗ nương tựa. Còn nếu trở về lại với ba thì phải học vào ban đêm, phải chịu bom đạn, mà biết đâu sẽ chết như số phận những người dưới quê nghèo, phải sống trong chiến tranh và sợ hãi. Còn thêm sợ nếu ba lại dẫn lên Sài Gòn với má lần nữa thì sẽ phải chịu những trận đòn nặng hơn. Nghĩ đến đó tôi quyết định không trở xuống dưới ba nữa. Ngay từ nhỏ tôi đã có niềm tin rất lớn vào lòng từ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi lần khi gặp điều gì khó khăn, tôi thường trì niệm danh hiệu Ngài Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi niệm rất nhiều lần danh hiệu Ngài như một câu thần chú. Mà ngay từ lúc nhỏ tôi đã cảm nhận được nhiều điều mầu nhiệm. Như nhiều lần mà tôi gặp khó khăn và thường ngồi khóc một mình nơi căn nhà nhỏ hẹp, tôi thấy liền niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm cầu nguyện cho má tôi hết khổ, hết khóc. Và kết quả là chỉ một lúc sau thấy má vui cười rồi lại mua bánh kẹo cho tôi ăn. Mỗi lần má giận điều gì và có ý định đổ cơn giận lên đầu tôi với cây roi trong tay, mặt đỏ tía, tôi cũng trì niệm Đức Quán Thế Âm. Thế là có bị đánh đòn nhưng lại nhẹ hơn. Tôi để ý nếu quên trì niệm Đức Quán Thế Âm thì tai họa nặng hơn. Cuối cùng tôi quyết định cứ ra đi và tất cả trông cậy vào Đức của Bồ Tát Quán Thế Âm dẫn đường chỉ lối. Nhiều ngày trước
Khi ra đi, tôi đem những hình Phật, âm tiên bà tiên mà tôi đã sưu tầm từ bao nhang hay sách báo ra bờ sông, để một chỗ gần cây lớn khi không có ai, rồi bái lạy và niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện chuyến đi trốn khỏi nhà thành công tốt đẹp. Tôi rời khỏi nhà chỉ vòn vẹn có một bộ đồ trên mình, không có một đồng tiền cắc bạc. Đi khỏi nhà rồi mới thấy sự đói khổ và cô đơn. Giờ lúc sắp đói lạ đi, tôi gặp một anh gọi là anh Năm. Anh dẫn tôi đến chỗ bán bánh mì và mua cho tôi một ổ to. Tôi ăn ngon lành như ăn một bữa tiệc linh đình. Ăn không hết còn dư một khúc nhỏ tôi quăng đi. Sau này khi bị đói lại, tôi đi tìm khúc bánh mì đó để ăn thì còn đâu nữa. Đây là kết quả đầy đau khổ của sự coi thường và phí phạm đồ ăn. Câu chuyện màu bánh mì này không bao giờ tôi quên được kể từ đó đến giờ, và tôi không bao giờ còn dám phí phạm đồ ăn uống. Tôi nhớ rất rõ, anh Năm cho tôi ăn đồ bánh mì, sau đó anh dẫn tôi đi uống nước và xúi tôi làm vậy. Tôi nói anh Năm thương em rất nhớ ơn, nhưng em sẽ không bao giờ làm chuyện bậy bạ đó đâu. Tôi đã trả lời một cách rõ ràng và cương quyết với anh Năm. Có lẽ anh Năm không khuyến dụ được tôi làm chuyện sai quấy, nên anh bỏ rơi tôi vào một đêm khuya. Khi tôi thức dậy thì anh đã biến đi đâu mất rồi. Tôi tìm anh trên rất nhiều đường phố Sài Gòn nhưng không tìm ra. Khi quá đói bụng, tôi mới hối tiếc phải chi mình đừng nói chống lại anh Năm, thì đâu bị đói như thế này. Quá đói khổ nhiều ngày nên cuối cùng tôi lại quyết định về thôn quê nơi ba tôi đang ở. Dù khổ cực vì chiến tranh, nhưng còn có cơm ăn áo mặc.